Thì nhớ comment phía dưới cho tôi biết nha. Và đừng quên là nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh Bà Gia đạt 700.000 subscribe. Cảm ơn tất cả chị em đã luôn bên cạnh ủng hộ tôi nha. Rồi hôm nay á, thì như mọi người đã biết, Bà Gia lại phát hiện ra một cái gói cực kỳ là mình sẽ ở trước cái ngôi nhà tràn ngập cái sự mà tuyết rơi của mình để mình có thể là mở sơ cho chị em. Dạo này Bà Lê Chu Gia Đờ rất là nhiều sự kiện luôn. Và bây giờ Bà Gia sẽ mở trước cái gói là mùa nữ hoàng tuyết. Sau đó cái video tiếp theo thì V sẽ là một cái chuyện chấn động khác cho chị em xem nha. Rồi hôm nay á là hả, mình vô mùa đông, mùa Noel, mình phải mở gì mình nó lạnh lẽo nè, là chị em thấy ghê không? Mùa nữ hoàng tuyết Bà Gia đã được mở full set rồi. Tại vì mỗi tháng á, nhà game đều tặng cho Gia 3.000 điểm vương miện và cộng thêm cái set mùa vé Lay VIP Pro, nên Bà Gia đã có thể mở được cho chị em xem. Đầu tiên á thì mình phải luôn luôn mở trước những cái vé miễn phí cho Bà Gia nha. Ok, và thêm một cái xu hoa tuyết. Cái xu hoa tuyết này á thì chị em có thể thu thập và mình có thể đổi được những cái món quà cực kỳ là dễ thương, cute hộp men luôn. À, với lại sắp tới năm mới rồi, Bà Gia nghĩ sắp tới năm mới thì nhà game sẽ cho chúng ta thêm một cái gì gọi là kiểu mới mẻ, tinh thần đỏ lè đỏ lét ngày Tết rồi đó chị em. Áo dài áo ơ đồ của năm ngoái chị mình mặc đó. Rồi một cái bồn rửa mặt đi, vệ sinh xong thì phải rửa tay nhé. Dạ tất nhiên rồi, chứ ai mà để rửa mình không rửa tay thôi chị. Rồi ok, la chấn động bà kè qua tiếp rồi chị em ơi. Lúc nào mình cũng phải mở những cái tiền sao, tiền sao rồi đó, để mình có thể là mình mở đồ kim cô đó nè. Rồi thêm một cái hộp thường nữa chị em. Hộp thường có tiền sao và khối đất màu mỡ. Trời đất ơi, giờ này là mùa đông rồi, khối đất màu mỡ không biết xuất hiện chi nữa trời. Thôi kệ, nhà game cho gì mình lấy nấy, đòi hỏi quá nó cũng kỳ ha. Rồi ok, tiếp theo cho Bà Gia luôn nha. Trời ơi, biết sao dạo này kiểu là trời lạnh thì mình sẽ rất là mau đói bụng, tại vì năng lượng mình bị kiểu là tiêu hao á mọi người. Kiểu là mình tỏa nhiệt ra để mình giữ ấm cho cơ thể, năng lượng tiêu hao thì mình đói bụng thì mình phải ăn gà đó. Trên đầu Bà Gia là quêu một cái cánh gà chiên nước mắm dính lên cái bảng đầu luôn, chị thấy ghê không? Dạo này á là mình phải sưu tập những cái món đồ mà chấn động bờ kè để mình quất lên cái bảng đầu của mình cho nhìn cho chấn động. Hôm nay Bà Gia mặc cái áo màu xanh á, bởi vậy là cái tóc màu xanh này nè mọi người. Nhìn giống như là tôi để tóc hồng không vậy đó, không có cái màu xanh yêu dấu của tôi vậy cho hơi kệ. Vườn hoa thú cưng, chiếc vườn hoa này lại lết về cho Mon nữa. Dạo này Mon của chúng ta là bự chảng rồi, canh rồi mọi người ơi, bự là bự luôn rồi, nên nó hả mình phải mua và thay vườn liên tục cho Mon luôn. Hôm nay hơn có cái món vườn này mới lạ nè. Rồi tiếp theo Bà Gia sẽ mở tới cấp 20, cấp 21, cấp 22 và cấp 23, vẫn là tiền sao và kim cương luôn nha. Rồi này mình mở, nói chung mở cái vé miễn phí là được ít đồ lắm chị em, không có sướng bằng vé VIP. Với vậy chị em nào mà có cơ hội thì mình mua cái vé VIP đi, để mình có thể mình mở được những cái món đồ cực kỳ là đẹp luôn. Rồi một cái bảng đen để này là chắc là ghi tên lên bảng quá bé, chắc bạn nào kiểu là không nghe lời thầy cô giáo hay là kiểu là nói chuyện nhiều rồi đó là bị ghi lên bảng rồi đó. Rồi một cái chum hoa Bilea, chiếc bình tròn thật dễ thương. Dạ em biết dễ thương rồi à. Dạ rồi tiếp luôn nha. À Bà Gia lại mở tới xu hoa tuyết, được 100 xu hoa tuyết đó mọi người ơi. Và một cái hộp sang trọng, cái món cuối cùng trong cái set miễn phí. À thun tay ngắn xanh lá nè, ghế sofa vải logo dành cho hai người, một cái khói màu xanh đen. À mấy cái này á thì á trong cái thùng đồ của tôi là nhiều lắm rồi, bây giờ mình phải mở tới vé VIP thôi. Đây vé VIP của mùa nữ hoàng tuyết, đầu tiên là cái chiếc thuyền phép thuật hoa tuyết. Trời đất ơi, nhìn thấy là VIP rồi. Trời ơi, chiếc thuyền này Bà Gia nghĩ là mình có thể bơi, tại vì nghe chữ thuyền mà là mình có thể bơi được ở dưới nước. Không biết là cái thuyền này mình có thể bơi được trên bờ không nữa. Để xíu đi Bà Gia coi thử. Rồi ok chị em. Ui, đợt này được tới 1.000 tiền sao quả. Ủa lạ vậy, trước đó bình thường là được có 500 tiền sao trên cái vé VIP rồi mọi người, nhưng mà bây giờ được tới 1.000 tiền sao, 500 xu hoa tuyết. Trời ơi VIP dữ luôn, tóc nữ hoàng tuyết, trời đất ơi.
chiếc tóc trắng ở liệm tìm xem ở trắng và lấp lánh như những bông hoa tuyệt lay bay. Rất là xì lay lay luôn rồi, ok tiếp luôn nha. Mình sẽ mở tới tiền sao nè. Kim cương thì trời đất ơi, hoa hậu đây sao, nữ hoàng tuyết nè, Miss Red nữ hoàng tuyết Vivi. Trời đất ơi, chấn động cho bé nữ hoàng phải có vương mèo. Vương mèo chi vương mèo rất là tuyệt luôn chị em ơi. Trời ơi, cái này phải đội vương miệng liền cho chị em ơi. Chấn động liền rồi quất cái vương miệng lên cái đầu chị liền em. À, quá trời xịn luôn rồi. Để xíu nữa nhìn bà dê đội vương miệng nè mọi người, thì ghê cho bé. Trời ơi, không thể thiếu một chiếc áo choàng tuyết để giữ ấm cho cơ thể vào mùa đông lạnh lẽo cô đơn giữa trời tuyết băng giá đó. Cái lạnh không hề làm nữ hoàng lo lắng. Ừ, bà già giữa trời đông cô đơn rồi đó, nhưng mà cái này là nữ hoàng tuyết giữa trời đông cô đơn. Mặc dù không lạnh lẽo cho lắm, tại vì mình là nữ hoàng mà, mình có cái pháp trượng hoa tuyết để mình có thể là biến những điều ước thành sự thật. Nữ hoàng sở hữu sức mạnh để tự vệ như quý lửa ổn nằm băng ở chúng diễn chưa. Rồi tiếp luôn. Rồi mình sẽ mở được thêm một cái số hoa tuyết. À, hoa tuyết đèn chùm hoa tuyết. Ủa, nhìn đèn chùm giống cây dù quá ta. Này giống cây dù gắn lên đầu á, cầm cây dù thì cũng đẹp nè bé. Rồi ok tuyệt luôn chị em ơi. Rồi 500 tiền sao, 2 kim cương, cầu pha lê hoa tuyết hả? Đâu đó cô, này nhìn giống cái cúp hoa tuyết quá, giống như là bà nữ hoàng này bá đạt cái giải gì, giải Oscar, giải tuyết hoa lấp lánh huyền diệu gì á. Chắc là sao ban được cái cúp này cho bà Trân ở nhà giống như chưa. Để xem bà dê xài hộ rồi, ok la này bà dê sẽ hóa thân thành nữ hoàng tuyết, Miss Grand tuyết luôn. Rồi tiếp tục luôn, một cái xô hoa tuyết lều che cho nữ hoàng. Trời đất ơi, đúng là nữ hoàng có khá toàn đồ sang chảnh không chị em ơi. Hãy lấy nữ hoàng làm gương. Ủa gì vậy? Lấy nữ hoàng làm gương là sao? Là ý là làm gương là làm kiểu là một kiểu đại diện đồ đó hả? Trời, cảm ơn bạn Võ Tạ Kim Tiến đã gửi cho bà Gia một lần thích Gia dạo này. Mấy bà đi học về quá, mấy bà không có rảnh gửi dùng em để gửi lần thích cho bà Gia nữa rồi. Sắp tới nữa chị em nào rảnh gửi vô mỗi ngày thả tim cho bà Gia nha, mãi yêu. Rồi ok la. Trời ơi, bà Gia thấy cái lều này chắc là bự nha. Tại vì hồi nãy là người ta để một cái bé mini là để ngay bên cạnh cái lều luôn, là nhìn thấy được cái sự mà bự trạng của cái lều đó chị em. Ủa, chứ cây này vi vip luôn, làm từ băng thông tan. Đó là cây này mình có thể là mình trân kế bên cái lều rất là đẹp luôn nha mọi người. Có thể là cây này sẽ chiếu ập bling rồi đó. Đã rồi ok tiếp lo, mình được là tiền sao super băng ngay băng. Trời ơi, nữ hoàng phải có ngai vàng. Ngai vàng em thấy chưa? Ngai băng dành cho nữ hoàng tí xíu. Mình lết lên mình ngồi một cái là ta nói cái sự sang chảnh nó tràn ngập trong cái trái tim bà dê lên. Rồi tiếp luôn nè, chạm tiền sao, hai kim cương và một món không thể thiếu đó là gấu chỉ huy hiệp sĩ. À, vậy là chú gấu này là bảo vệ cho nữ hoàng tí đó mọi người. Thấy chưa, ý chí với bà dê nói à, bà dê nói luôn hay núi quá à. Tiếc núi quá. Rồi ok, vậy thì mình đã mở được những cái gói VIP Pro Max rồi. Bây giờ bà Gia sẽ lót vào trong nhà để trang trí nha. Bà Gia quyết định là mình sẽ trang trí vào trong ngôi nhà 54.000 luôn, ngôi nhà yêu dấu thân quý của chúng ta ở La La. Rồi bước vào ngôi nhà thấy một cái sự mà tràn ngập Noel Noel liền như bà Gia đã trang trí nè. Vậy thì bây giờ mọi người muốn để nữ hoàng tuyết ở đâu? Bà Gia nghĩ là bên đây luôn. Tại vì á, vừa bước vô nhà mình thấy được cái sự mà Noel tràn ngập á, thì mình có thể là mình thả sao cho bà Gia liền đúng không ta? Rồi ok, bây giờ bà Gia sẽ lết những cái món đồ ra trong kho lưu trữ nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ được một cái ngai vàng. Ngai vàng này bà Gia nghĩ là nên để ở trên đi. Đó, mình để ở trên như thế này đó. Mình để trên chữ VV Alpha đó. Ngai vàng mình phải cao lên đúng không? Đó, ngai vàng phải để trên chữ V liền. Đó, rất là đẹp luôn chị em ơi. Rồi tiếp theo bà Gia sẽ để bạn gấu này. Đây, bạn gấu thì sẽ dưới đây canh ngai vàng cho gấu chỉ huy canh ngai vàng cho nữ hoàng đồ đó. Rồi thêm một cái đó chưa bự chưa, lều che nữ hoàng nè mọi người đó. Chiếc lều này bà Dê nghĩ là nên để sát vô cái góc cầu thang luôn để che đi cái cầu thang bự chán của chúng ta. Ôi là la. Rồi mình không thể thiếu cái đèn chùm lên, đèn chùm lên, đèn chứ bộ đèn chùm để vậy hả trời. Đèn chùm này hơi xấu nha. Đèn chùm này giờ mình để dưới đây thì nó cũng kỳ. Thôi mình để ngay đây đi, mình chặn cái cửa lại. Tại vì cái cửa này bước vô cũng không có đẹp cho lắm á chị em. Rồi ok la. Cây tuyết thì mình sẽ để kế bên chỗ của nữ hoàng luôn, để mình cảm thấy được cái sự mà ngầu lòi chim én đà điểu kim sọc lộ đó. Còn đây là cái ngai. Ờ thôi
Trời ơi, để cho cái đèn chùm này luôn, nhìn rất là vip và lồ mắt, kiểu như là đang bye bye vậy đó mọi người. Kiểu là có cái sợ mà phép hoặc phép ô đồ đó. Rồi rồi, còn những cái món kia thì xíu nữa bà Dê ra sử dụng sao là hay. Bây giờ bà Dê sẽ thay đồ nha, và phần trang trí liền cho bà Dê. Sau đó thì mình sẽ quất liền cái đầm áo choàng nữ hoàng tuyết, một chiếc vương miện siêu cute luôn. À và không quên đó là cái tóc nữa đó. Trời đất ơi, bà Dê đã biến thành nữ hoàng tuyết trắng xóa kim sọc lụa rồi nè. À nhưng mà cái mặt này nhìn không có kiểu là gì lắm. Nói chung là bà Dê phải thay đổi đây. Có một cái ngôi sao nhỏ vẽ tuyết 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 rồi đó mọi người. Nhìn rất là lạnh lẽo nồi canh. Rồi, con mắt này nhìn cũng rất là kiểu long lanh lấp lánh kim sọc lụa á, nên mình có thể là mình sử dụng được đó nha. Ok, nữ hoàng tuyết xin chào mọi người. Rồi, ok chưa. Rồi bây giờ bà Dê sẽ lết vào trong đây. Trời ơi, chiếc ngai vàng của chúng ta. Đây, mọi người có thể thấy, trời ơi, nằm trên ngai vàng mà ta nói nó đa gì đâu luôn. Chị em ơi, nó đa dư cho em ăn đồ thần, cho em ăn ú la la. Trời ơi, cái ngôi nhà bà Dê rồi. Trời ơi, nhưng mà nhìn ngôi nhà không thấy lạnh lẽo nha. Mình phải đổi cái bắt gao màu nhà đi bé. Tại vì cái bắt gao này nhìn thấy nó không có lạnh gì trơn. Hóa bắt gao trắng là lạnh luôn. Mình lạnh thì mình lạnh sương sương thôi bé. Ê, hay là bắt gao băng tuyết vậy đây. Đó, băng tuyết, băng tuyết. Đấy, này như những cái ngôi sao lấp lánh này đó. Trời ơi, ngôi nhà băng của tôi rồi ơi. Đẹp, đẹp, đẹp. Trời đất ơi, cái này sao cực nha. Trời đất ơi, cái này ngồi cực nha. Mà sao ngồi vậy cũng được. Ơi là la rồi. Dạ, 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 dạ. Trời đất ơi, nữ hoàng tuyết dê dê xuất hiện. À, biết bà gò liền. Quá trời xệ luôn. Nói chung là sương 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 sương. Thôi bây giờ bà Dê phải lót ra ngoài đường để mình có thể là mình thử được cái hả, những cái món đồ mà hồi nãy mình còn chưa thử. Ở bạn này có cái xe trượt tuyết dễ thương quá vậy. Trời dễ thương xỉu luôn. Ở bạn đó còn có nguyên một cái bộ đồ người tuyết đó mọi người. Chắc là những cái đồ này nằm trong một sự kiện đó. Chị em nhớ thu thập những cái xu nói chung là những cái xu tuyết, xu ơ để mình có thể là thu thập sự kiện nha. Chỗ ở đây có một bạn cuốn giống như là nhìn xương rồng á mọi người. Cuốn xương rồng. Rồi có cửa hàng phụ kiện là thu thập nè. Trời ơi, bà Dê được 5.690 xu băng rồi mà bà Dê chưa có đổi gì hết trơn. Để có gì clip khác là Dê sẽ đổi thử cho mọi người xem bà Dê đã đổi được những cái món gì nha. Ui, đằng sau lưng bà Dê có gì vậy? Giống như là những cái cây kẹo và những cái món quà mà giống như là bà người tuyết đã trao tặng tới cho các bé vậy đó. Rồi bây giờ bà Dê sẽ lắp vào thử. Chiến thuyền rồi mọi người. Mình có thể chạy ở ngoài đồ vậy được luôn nha. Ở xin bà Dê thử xuống nước coi nó chạy được không đó. Vừa chạy thì nó có rất là nhiều cái xu tuyết nó văng ra cho bà Dê luôn. Đó, rất là xịn sò nồi canh với mọi người đó. Để coi coi mình còn cái gì nữa không. À, mình còn một cây pháp trượng tuyết hoa nữa. Đây, cây pháp trượng này thì mình phải xuống dưới đây mình làm. Wow, trời ơi. Ủa, dễ thương vậy. Trời đất ơi, cái này là biến à. Đà, giờ biến à, biến bạn này nè. Đâu, đó, ủa, tự nhiên cái biến cái chạy mất tiêu luôn. Ừ, đúng, biến hình thiệt là biến rồi, là biến đi luôn đó bé. Rồi quá trời quậy luôn à. Mà hả, đặc biệt á là giờ và xung quanh nhà bà Dê toàn băng với tuyết không mà. Chiếc xe bắt cũng biến thành chiếc xe băng tuyết màu xanh lẻ, xanh lét luôn. Xanh bà Dê thích quá trời xịn xa. Rồi, mình phải leo lên chiếc xe đó liền cho nắm. Chú ơi, đợi em chết chú ơi. Thôi, đây con leo lên cho lẹ đó. Trời ơi, ngay chỗ này có nguyên một cái. Trời ơi, chạy từ sáng cho tới tôi cho tới sáng luôn. Nhưng mà vẫn không nhảy lên được. Ú là la, thôi bỏ luôn nha. Right, ok. Thì hôm nay bà già VV Tuyết đã nói chung. Trời đất ơi, tôi đứng đây tôi biến hình. Mà nghĩ sao, bà tông xe quen một chiếc xe cho bản người. Tôi vậy trời quá, trời quậy luôn rồi. Ok, chào tất cả mọi người. Vậy thì bà Gia đó hẹn thành xong clip ngày hôm nay là mở full set có mùa bà hoàng tuyết rồi. Nên nếu mọi người có thích clip hôm nay, đừng quên là nhấn like, subscribe, ủng hộ kênh VV Official 700.000 subscribe nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả chị em của tôi. Và hẹn chị em của tôi clip tiếp theo luôn nè. Chào mọi người.